Rồi, cái gì đây? Khởi đầu full tiền á? Game khó thế. Gì đây? Hãy lên chiến đấu đi. Muốn lên chiến đấu đánh vác rước hay đánh pháo? Mà lên chiến đấu đánh pháo phải có con cheese nhỉ? À, tôi nghĩ là đánh thượng đi. Ở đôi sen này nó cũng bị đắt quá nha. Thì mình đặt cung. Nước lọc anh đâu xem nào. Điện thoại nó dùng. Cuối tuần vui về nhé. Ok, cảm ơn bạn nhé. Lần trước có chơi một trận Varus dùng Nami 3 mà cảm giác con Nami nó không làm được gì. Tại giờ nó Nami nó bị yếu quá, nó không không bút, nó không làm gì được. Thử đánh về cái phiên bản Varus cái đầu mùa đánh xem nào. Cáp cái hai. Không mà công nhận Varus cảm giác giờ yếu thật. Đam nó bé mà. Cung hoặc đai thủi. Phải hỏi thật là như này ông ấy đã đủ yếu chưa chứ. Bà cũng không tí đam nó hết đấy. Thật ra bà mình cũng yếu. Thằng nào yếu hơn. Đọ sức xem thằng nào yếu hơn. Hy vọng là mình thằng yếu hơn là thằng có lợi. Cóc ơi, khá có, cóc ơi, khe lửa. Đấy, mình là thằng yếu hơn hay sao ấy các bạn. Nice. Giết được cóc mà có tính stack huấn luyện chiến đấu á, có chứ. Cái gì là mục tiêu cũng tính, tôi không nhầm là giết cục ngọc này cũng tính. Vậy thì đơn giản nó là tiêu diệt một, à hạ sát một kẻ địch. Chắc là tiếng Anh thì nó là kill a unit. Tức là cứ cái gì được tính là một quân ấy. Thì kể cả cái này nó cũng tính là một quân mà. Sắc tiễn này. Đó là bàn tay đi các bạn. Tại vì bàn tay có một cái lợi là chúng ta giết được cả cái găng lẫn cái nước mắt. Trong đồ, và như thế thì đồ tay của Eloy nó đẹp hơn. Ý, bắn cái. À nào. Ush thề. Giết được con Siphon này là giữ được 6-7 máu ấy. Ấn xạ tiễn là một cùn đao Ginsu à? Có vẻ mạnh thì phải. Không không đủ mạnh các bạn ạ. Tại vì bài này đằng nào cũng chạy 4 xạ các bạn. Lấy đồ đi. Lấy đồ đi. Thì đúc lại cái cốc à. Chả lẽ tí tôi lại đúc hết lại đồ Varus bây giờ chứ lại. Varus thì trông đồ chúng ta lung tung. Không thật ra ấy, cái hack này nó sẽ ngon ấy, bởi vì các bạn sẽ có đồ cho Zeya ấy. Nhưng mà bản thân Zeya ở thời điểm hiện tại cũng là một con tệ mà. Đâu phải là một con ngon đâu. À, Twitch. Twitch 2. Sao game nó đang cứ cố gắng cản bước mình rôn vào rất hay nhỉ. Ông nhận mà cái hashtag này thì hơi là trò cười thôi, cái nhất thống nhỉ. Chả cần làm gì có đam luôn, trong khi mấy cái hack này kiểu tích 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 và va vân vẩn. Nhất thống đúng kiểu vua của mọi hack tech. Mà không sửa cái chuyện con Varus bắn ngu rồi đi thì bao giờ Varus mới khỏe được, công nhận không? Ok, lấy gậy thôi các bạn. Tôi đang không biết có nên roll tiếp không, tại vì thật ra ngưỡng sức mạnh
Ở cấp tiếp theo của mình không có ngưỡng sức mạnh gì hết á. Thì roll tiếp để bài mình mạnh hơn thì có phải tốt hơn ở đây không? Ui, nhà lấy tiền. Má tưởng là bắn vào con tàng hình xong mày chết luôn chứ. Không thắng được con giao tranh này không? Thắng giao tranh này quan trọng hết. Không thắng được đúng không? Nó bắn vào nó tụ tỏa điện à. Cày thế nhỉ? Giờ hơi muộn nhưng mà vẫn phải rôn. Mày đi lau y kiểu mời gọi thôi đấy. Tốt thường tự ra luôn. Không có đứng ở đầu bên này bên góc thôi, tại vì con chuột lại cầm cái cốc. Chắc để vào ra quái thành phần đồ nào xấu quá thì rèn lại luôn. Dễ là dễ, cảm giác là các bạn cứ nói dễ thôi, xong rồi tí tôi vẫn cút đi mà. Die deep. Cố lên, thêm một hai con nữa lấy stack. Ơ kìa. Ui. Bắn trong lực thế nhờ nhưng mà vẫn cút. Nghe nhìn đồ hổ lốn chưa này. Rô trận này cũng không tính là đen ấy nhá. Mà vẫn out top thì tôi cũng bó cái tay luôn á. Vừa phải đập lại cái đồ đập dần thôi. Đập đến khi nào có đồ tanh cho Illaoi đẹp thì dừng. Mà thật ra thì có hai cái búa chứ mấy đập được mấy lần đâu. Tên bạc à? Bắt buộc phải lấy tên bạc nhỉ? Ê, thử đi. Tên bạc đi các bạn. Bắn cho nó cháy làm gì mà căng. Solari á. Vô cực ở dây à. Đâu ra mà lắm kiếm dễ sợ. Nhiều khi game rất ảo đó, tự nhiên có cái giác thiên nhiên. Phải có cuồng đao cho Zaya nữa nhỉ. Kama 3 à? Kama không đủ mana luôn. Vô lên. Một ván. Zaya đấy các bạn. Má cái thằng băng trượng này. Ông này không đồng rồi. Có mình không đủ tiền để lên 4 xạ chứ. Cũng muốn lên 4 xạ lắm. Ê à, kéo thế là vẫn bị Sona tốn đấy. Chúng ta chuẩn bị thua Cocky 1. Lại mất chiêu. Oh nice. Không, tôi tích được nhiều đấy các bạn. Một giao tranh tôi tích được 7 đam. Rớt hẳn một cái cuồng đao. Không, đâu không đòi hỏi được các bạn. Nó ra cái Sojin thật này. Cái mồm đâu thối thế nhở.
Hay thế nhở. Anh em mình mới phải roll thôi. Roll hết tiền thôi, trận này hy vọng quá gì đó các bạn. Để ý kiếm on với cả... Mình để ý mình kiếm on và mình kiếm Ezreal thôi. On thì có rồi, Ezreal nữa. Chắc là bây giờ bỏ con Scanner đi cũng được rồi các bạn. Ê, con này bao giờ mới cát không không. Khi nào mà nó ra chiêu là chết sạch luôn á. Nhưng mà cảm giác như nó không ra được chiêu luôn ấy. Có người top 8 hộ rồi, nice. Tôi từ cái lúc mà tôi có thể có slot cho EZ, có tiền để mua EZ. Tôi đợi nó không có ra các bạn. Toàn ra con gì ra cả Shabana này. Nhưng mà không ấy được. Azrael bắn Sojin nó căng. Oxy này tại tại sao bây giờ Oxy nó đuối nhá? Tại vì nó bị nớp cái 50 ma à 20 mana ấy. Nghe thì nó không đến mức mà kiểu một con số khổng lồ nhá, nhưng mà nói thật với các bạn luôn nhá. Là 20 mana to vãi cả chưởng ấy. Nghe thì không to lắm đâu, nhưng mà à từ 20 xuống 10 nhá, tức là nó tốn gấp đôi cái à nó cho đối phương gấp đôi năng lượng ấy. Thế nó kích mana cho đối phương nó cứ bắn nó phản nó ra chiêu ngược lại, thế là chết rồi. Scanner đéo gì không đam. Chung là thiếu con EZ thôi, tôi nghĩ bài mình bài này cũng không tệ đâu, bởi vì bài này đánh được với bài ngọc các bạn. Bài ngọc gặp mấy bài đam vật như này thuần như này nó kiểu bị thốn ấy. Cố gắng lên 9 nhá, lấy con này xong lên 9 nhá các bạn. 6 xạ được bao nhiêu? 40% là gấp đôi cơ à? Thử một một hai lượt nhá, nếu mà ổn thì để, không thì cúp nhá, không thì đổi nhá. Bỏ luôn à? Đấy bỏ rồi đấy các bạn. 6 xạ thì bọn này phải bắn như một bọn điên luôn ấy. Không đủ tanh à? 6 xạ. Xạ. Huấn luyện chiến đấu tên bạc. Còn có bài nào đam chiến hơn không nhỉ? Sao lại có lôi long? À lôi long của mình. Cố lên, 6 xạ cơ mà bắn chết con kia. Bắn chết nó. Hãy. Mày đâu mà hết đam rồi. Tao farm, tao farm, tao farm. Một pha rớt này 237 đam, 113 đam, pha 100 đam từ cái huấn luyện chiến đấu rồi đấy. Bàn tay đoạn này đang là roll hồi phục thì nó nhìn đúng hơn các bạn ạ. Trừ 10 đam ở đây đi, cộng 99 là cộng 89 đam. Giờ số ăn một chói chết luôn. Cố lên, cố lên. Ê, ai, ai, ai. Không đủ tay, không đủ tay. Cái tê. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Né 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 được, né được các bạn. Soda nó chiêu vào con dây A có khả năng thuật. 6 xạ. Bắn hết. Dây A bắn hết. Vào được bắn hết. Mày nhiều đồ thì làm gì? Đây rồi, ngưỡng sức mạnh đã đến. Để này thượng có tính đâu. Ok. À, giờ ước Shen trở lại nhưng mà lúc nãy vẫn phải bán Shen thôi. Nó lại chạy lên trận tên kia vậy. Ôi sáu xạ. 124 đam mà nhưng mà lần này roll đam ở bàn tay đúng không? Không nên dùng cấp 9 mà không roll được con on thì vứt đi đi. Tự tin lên on. Boom. On. On đây. On. EZ1, EZ2 khác mẹ gì nhau. À, sai lầm rồi, lần này thì con Soda của nó vẫn kiên định ở bên đấy các bạn.
bài mình là tanh trâu hơn là rõ. Ui, Varus né, Aro vẫn bị trúng kìa. Ui, Zeya bắn kìa. Zeya đam to hơn Varus luôn, nhưng mà Varus bị chóa một lần. Tanh thế hơi tanh cá trên một tầm này. Ngón Shen không? Shen. Shen. Không có. Căng nha, căng nha. Lúc ai, lúc ai. Lúc lúc của NZ1 là sao? Mà sao xong lúc NZ1 mà mình vẫn thua vậy các bạn? Cố lên nào, hút máu lên. Không được, không được, vẫn thua các bạn ạ. Ah, shit. Lúc còn SS1 mà mình vẫn thua là như nào nhở? Olaf này. Oh, Shen, Shen, Shen. Shen hơi mạnh đấy. Mày cút chỗ tao ấy, chú cá. Hết giá trị lợi dụng rồi. Bị đào thải ngay. Sẽ lát hưởng ứng phong trào thi đua tập thể, tất cả mọi người đánh dam. Bài full dam tôi có đồ tanh nào đâu. Thật ra thì cái đồ Solari này nó cũng là đồ hào quang, nó không tính gọi là một đồ tanh thật sự ấy. Đồ tanh nó phải kiểu móng rồng hay là giáp lửa hay là giáp máu gì đấy. Chả căng quá. Shen ơi, Shen. Shen lên 2 sao được không? Em cũng chả làm gì được mà, thật ra bài mình ngồi roll cho kiểu vui ý. Tầm này làm gì. Nãy giờ đối phương liên luôn chấp để lốc vào EZ ấy. Thằng nào cũng lốc vào EZ của tôi luôn á. Cố lên, làm được, làm được, làm được mà bắn chết con Sona đi. Rồi. Ui, Zeya giật quả. Thắng. Top 2. Ở đâu 2 được rồi, được rồi, ok, ok. No way, this is the third. Tôi không hiểu tại sao tôi top 2 đâu. Shen 2. Shen 2. Thôi thì luôn Shen 2 top 1. Thôi thì tạm biệt Shen vậy. Tôi biết là cậu rất rất là muốn cống hiến nhưng mà chịu thôi. Mic anh dùng là HyperX đúng cô anh? Đúng rồi em ơi. Đảo lượn lách. Lượn lách như đánh võng luôn. Chỉ cần thắng 2 lượt thôi đúng không? Là mình top 1 đúng không? Bo góc lại ăn được ạ. Bo góc nó ném cho một chiêu cuối bát cút luôn các bạn. Mà bo góc lại ăn là bo góc làm gì? Lượn lách của đánh võng quả căng quá rồi. Thắng 3 lần như thế nữa thì thắng. Ê, chiếu vậy. Lách vào cục ngọc thôi. Thua. Phải đứng kịch góc luôn ấy. Dây ạ. Không được, không được các bạn. Chị